làm video so sánh giữa hai mẫu máy chơi game, hai phiên bản của máy chơi game GB300. Thì GB300 thì không biết là nó viết tắt từ cái chữ gì, nhưng mà theo mình suy nghĩ thì chắc là viết tắt của chữ Game Boy. Game Boy á, nghĩa là GB, có nghĩa là cái kiểu dáng này thì nó thiết kế giống với kiểu mà Game Boy đời đầu quá. Thiết kế lấy cảm hứng từ Game Boy đời đầu, là thiết kế giống nên có chữ, nên là cái tên là GB. Thì đây mình so sánh giữa hai cái mẫu, hai cái máy mà nó hai phiên bản khác nhau, 6.000 game và 10.000 game, nó khác biệt với nhau như thế nào, giống với nhau và khác nhau như thế nào. Hôm nay mình sẽ làm bài video so sánh để mọi người biết rõ hơn để mà quyết định mua cái mẫu nào. Thì đây là ngoại hình khá là giống nhau, không gì khác. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình review cho mọi người xem. Thì đây là cái đây là phiên bản 6.000 game và đây là phiên bản 10.000 game. Thì thiết kế nó cũng hơi khác, mà chút đỉnh. Cái phiên bản này màu 6.000 game nó nhem nhám, kiểu như nó kiểu nó sần sần nhám nhám á. Kiểu nó sần sần nhám nhám. Vậy nè, kiểu nhựa nó khác, sần sần mà nó nhám nhám vậy đó. Đây là phiên bản 6.000 nè, kiểu nó làm vậy, nhám nhám vậy. Kiểu như nó sẽ có mức độ bám tay nó nhiều hơn, tại nó làm nhám mà, nhựa nhám mà. Còn cái phiên bản mà 10.000 game thì nó làm bóng hơn. Đây nè, nó làm bóng bẩy hơn nè, cái nhựa kiểu làm bóng với màu đỏ nhưng mà làm bóng hơn. Bóng hơn, kiểu như nó bóng hơn, nó ít bám tay hơn kia. Đó, kiểu nó ít bám tay hơn. Thì về ngoại quan thì giống nhau thôi, không có khác gì hết á. Đây nè, cái là bóng nó sần sần, còn này mình nó sần sần, này bóng hơn, khác, nó khác nhau xíu á. Còn về những cái này thì nó thiết kế chi tiết nó giống nhau. Rồi giờ mình sẽ tiến hành lấy thẻ ra để mình so sánh. Đây là thẻ giữa hai mẫu máy. Thì cái mẫu mà 10.000 game thì nó là 16GB, mẫu mà 6.000 game nó 8GB. Đây là cái mẫu hai mẫu thẻ kiểu dáng nó giống nhau. Đây là 10.000 game, nó sẽ chứa 10.000 game trong này, cái này chứa 6.000 game trong này. Sao mà nó giống nhau? Đó, sau giống nhau, trước thì nó khác nhau là một cái 8GB, một cái là 16GB, gấp đôi dung lượng luôn. 16GB, 8GB vậy đó, gấp đôi trò chơi, gấp đôi dung lượng. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục review bên trong xem như thế nào. Rồi giờ mình sẽ khởi động lên coi cái nào nhanh hơn. Con 6.000 lên trước rồi, con 10.000 còn chậm hơn đó. Tốc độ của con 10.000 nó bự hơn, nhanh hơn chứ. Rồi tốc độ của con 10.000 chậm hơn. Bye.
Đây là cái phần mà ROM của con, mà 6000 thì nó không có ROM. Phần mà ROM nó không có ROM này. Trong khi con 10000 nó sẽ có ROM, nó sẽ có 5000 game trong này. Đây, số game nó sẽ nhiều. Nó sẽ có ROM, phần ROM trong này. Còn con này nó không có. Còn đây là mình, còn những cái phần kia, những cái game kia thì nó đầy đủ hết luôn. Những cái game mà những cái phần trong game thì nó giống nhau. Những cái hệ máy thì nó giống nhau thôi, không có khác gì hết á. Con này có y chang luôn. Không khác gì luôn. Rồi tiếp tục mình so sánh, ví dụ như là cái game bên đây thử đi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái Game Boy đi. Đây ghi là 3A nè. Đây mình sẽ coi số lượng game có giống nhau hay không. Bây giờ mình qua đây mình sẽ chuyển 762 game. Rồi mình coi con này thử. Đây là cái con mà 10000 game á. Cũng y chang luôn, không khác gì luôn. Rồi mình chuyển qua Game Boy GBC để có bao nhiêu game. GBC GBC là 1112 game. Ngày 112 game rồi, y chang luôn. Rồi mình sẽ so sánh tốc độ load game thử. Vô thử một game này thử. Có vẻ như cái phiên bản này nó hơi chậm hơn cái phiên bản kia sao. Đây mình sẽ cho hai con cùng vô luôn thử. Mốt A rồi. Coi con nào nó vô được trước. Rồi. Từng tốc độ tương đồng luôn. Tốc độ với hai con là tốc xử lý hai con là khá tương đồng. Ok, hai con này khá tương đồng với nhau, tốc độ xử lý khá là tương đồng với nhau. Game này là game super snap. Mình sẽ bấm cùng vô
coi tốc độ xem như thế nào. Tương đồng, khá tương đồng luôn á. Là chip xử lý nó giống nhau. Màn cũng khá tương đồng á, màn hai con này. Rồi ok, quá ngon luôn. Thì sau khi mình test giữa hai phiên bản đó thì về cái kiểu dáng thì giống nhau, về kiểu dáng thì giống nhau. Về cái nhựa thì cái phiên bản mà 10.000 gram nó bóng hơn, còn cái phiên bản mà 6.000 gram thì nó nhám. Còn về cái tốc độ xử lý thì mình thấy tương đương nhau. Về số game thì bên phiên bản là 10.000 gram nó sẽ hơn được 4.000 gram, dung lượng gấp đôi luôn. Và mình chỉ nói chung là nó hơn được cái bộ nhớ với lại cái số game. Còn về cái máy móc bên trong, máy móc về cái xử lý này, cái tốc độ xử lý thì nó giống nhau. Nhưng mà mình thử lắp cái thẻ mà của phiên bản 10.000 vô cái phiên bản 6.000 thì thấy nó không có chạy, không hiểu sao luôn. Mình thử lắp cái phiên bản mà của 6.000 vô phiên bản 10.000 thì đã lại chạy. Không biết là nó bị cái không tương thích hay sao đó. Nên tạm thời thì máy nào dùng thẻ đó thì tốt hơn. Rồi thì còn về màn thì nó cũng tương đương nhau, về màn hình tương đương nhau. Bây giờ mình sẽ test thử cái loa của nó xem cái nào to hơn hay là cũng giống nhau luôn. Tương đương nhau, hai con này tốc độ xử lý tương đương nhau. Rồi loa khá tương đồng, về phần loa khá tương đồng với nhau. Loa cũng khá tương đồng luôn. Nói chung là tương đồng hết, là nó chỉ khác số game thôi. Rồi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại những video tiếp theo của mình. Về loa cũng giống luôn, nói chung là phần cứng hai bên giống nhau, chỉ khác nhau có số game thôi. Màn với loa là giống nhau, không khác gì hết á.